ba người đứng được thì từ kia ra. Đầu tiên là đoạn ở đây thì rất là nhiều điện thoại, mỗi đứa một cái iPad đi. Ok chưa? Mỗi đứa một cái iPad. Trong này một cái laptop cắm rồi. Đấy thì đoạn đầu tiên là xong rồi cứ vừa mới là nghe điện thoại. Đầu tiên là cậu phải mọi người không, sau không, 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 đầu tiên tôi sẽ quay từ đây xong rồi tôi quay đưa lên mặt cậu cái xong thấy có tiếng chuông điện thoại đúng không, chơi iPad iPad đấy thế là điện thoại xong rồi alo cùng đấy xong bắt đầu là chúng ta nói xong cái màn hình đen về nhà hát đại khái là bên kia nói xong rồi bắt gì mà bắt rồi gì đấy thì cậu nói chuyện xong thì màn hình đen. Mai là phải chốt với cả đội ở nhà để chốt thêm là cái kịch bản cái đoạn chửi nhau đấy như thế nào. Không, bên kia nói gì kệ, em không quan tâm đúng không bọn nó. Cậu chỉ không phải chốt như thế. Không cần, bởi vì khi gọi điện cậu là một người đang muốn chạy bước, không muốn phản thích. Vẫn phải nó phải có đoạn đối thoại đấy. Đại nghe nó phải trả lời chứ sao cứ đằng như chị Loan à hoặc cái gì ở đấy thì cứ như thế đi dầm xèo ở đây đấy chọn đoạn đấy đi có nghĩa là sẽ tắt nhạc đi để cho một đoạn đến lại để cho nó nghe đâu thì không thì rồi bắt đầu là nói chuyện sau thì nói là bắt đầu có một cái đoạn lắc gì đấy trên màn hình theo cái hình tượng đó một đứa đang sử lắc gì trên màn hình rồi đến ở nhà mặt buồn dầu dĩ bắt đầu là nhạc hiện lên, chị Loan bắt đầu hát, rồi bắt đầu hát đến cái đoạn hết đoạn đầu tiên rồi không? Thì lại quay về cái của mình, đoạn của mình sẽ là bắt đầu từ cái việc mọi người vẫn đang chơi và quay mặt ra hướng về một phía. Bây giờ đầu tiên là mình làm theo một cách hai em xanh rồi đấy, tức là cả hội lúc sau hay là cả hội đang gọi là rất nhiều người đây. Làm gì đấy khác nhau, chơi khác nhau nhưng mà đến đoạn vào nhạc bắt là tất cả lại quay sang máy quay và hát. Cái đoạn mà mọi người ở nhà đang hát thì anh em cứ vòng 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 đấy, coi như mình vẫn cứ quay, vẫn chơi, vẫn quay. Thì ở nhà vẫn được xem anh em đang ở trên này sống cuộc sống rất là buồn đau khổ cực đúng không đấy. Thế bắt đầu là sau khi hát đến đấy đến đoạn mình hát bảo vào bác là em lại quay ra mặt ra camera từ chị bảo rồi ok nhưng mà cái đoạn nó gọi sang thì em cứ bảo bắc gì mà bắc bên này bọn em làm bục mặt rồi là ot chiến miên rồi gì thì bây giờ cái đoạn đối thoại đấy là mình cũng phải chốt ok không phải tự nhiên nói thì đấy thì mai mình sẽ ra lúc đấy thì cậu nói không khiếp thằng dũng cây ơi bỏ cái chân xuống kinh quá đôi bỏ xuống rồi cũng anh cậu nói được ngay đi bảo bỏ ấy bỏ không vấn đề như thế nhá xong bắt đầu là cái đoạn mà ở nhà hát cái lời một đúng không lời một anh em là cứ cầm iPad rồi đấy có chữ là lòng vàng không thì tắm chung rồi chơi xong bắt đầu hát đến đoạn kia cái bắt đầu là tất cả đứng im hình và quay mặt về một cái hướng của máy quay bắt đầu là hát ok hết cái đoạn đấy lại quay lại làm việc bình thường hết một đoạn đầu thì em này quay đưa máy quay sang bên này thì có mấy ông từ bên kia hát cái lời 2, 3 sau rồi tất cả mọi người tiếp tục ở đây ok rồi lại tiếp tục mà chèm mấy cái linh tinh gì đó hay anh em đang làm gì đó mà ở nhà đang hát đời 3 ok đời 4 rồi đến lời 5, 6 đúng không? Ừ đến lời 5, 6 thì chị thấy như là thay đổi cảnh ra bể bơi té nước cho nhau xuống bể bơi thì lúc đấy là mình sẽ có một chống ở thành này tay đấy, chống cầm thì đấy xong rồi cái này kia đấy đúng không? Tức là quay từ đây là anh em vừa chụp mới hát. Rồi, tôi sẽ quay nằm tôi quay đấy để cho anh em nhìn thấy. Xong rồi hai đứa con trai có thể treo nhau xong rồi đoạn cuối xem. Ok. Những cái đoạn mà ở nhà hát thì có thể quay. Đấy, anh em mình bắt đầu làm cái trò bắt nạt đấy. Cùng với Châu béo. Ok. Chú nhau nhá. Rồi thế là nhất trí. Nó cứ như vậy thôi, thế là đến đoạn thứ 4, thứ 5 rồi thì bắt đầu đến đoạn điệp khúc thì mình cũng phải hát đúng không? Ok. Thế, xong rồi. Nhưng có một cái chị cần phải ơ dai xem mà hai ông nào đi từ bên kia vào thì mọi người mới chuẩn bị được. 2, 3 rồi, thì 4, 5, 6, 3 ông này. Châu Mộng và thằng Cương vừa đi vừa khoác tay nhau này. Đây chơi ấy. Thì đây thì còn 3 người cũng được, 3 người đi cùng nhau đi vào. Ok. Là sao Châu Mộng có vợ không? Không sao, chuyện này là rất bình thường. Chúng ta ở đây đều là em A trừ Nam. Chẳng hiểu sao
này thấy anh Châu có vợ cái là bắt đầu là đẩy anh Châu ra chỗ khác. Đúng rồi. Rồi ok, Châu thấy nhá, thì tối nay mọi người về về tập lời đúng không? Vâng, nhưng mà ai hát đoạn nào? Ừ thì đi ăn. Ai hát đoạn nào như thế nào?